Alo, xin chào anh em nha. Chào mừng anh chị bạn quay trở lại Phúc Việt ô tô cũ nha. Trong buổi sáng hôm nay tiếp tục cập nhật cho anh em thêm một mẫu bán tải, phải nói là mới về tại cửa hàng bên em Việt nha. Trong thời gian vừa rồi thì có rất nhiều anh em hỏi em là dòng xe bán tải chở hàng hoặc phục vụ gia đình che nắng che mưa, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một em bán tải chỉ với hơn 300 một tí xíu thôi. Có ngay một dòng xe máy dầu số sàn 2 cầu. Đấy, cực kỳ là đẹp như em xe này. Ford Ranger anh em nhé, Ford Ranger. Xe thì được trang bị đầy đủ hết rồi, như nắp thùng này, những cái chóa đèn còn rất là đẹp anh chị, chóa đèn còn rất là đẹp này. Xe cũng có sơn xi, sơn giảm bên ngoài lại những cái chày xước luôn chị nhá. 4 lốp mới và mang biển tư nhân luôn. Đấy, đời 2013 mẫu đo của em xe này chỉ có là 80.000 thôi. Thì chất xe đi côn số rất là nhẹ nhàng, êm ái anh chị nhá. Thế sau đây em sẽ đi từng chi tiết một cho anh chị các bạn cùng em nhìn ngắm em Ford Ranger mới về. Phải nói là cực kỳ đẹp thế này, chỉ có luân quân hơn 300 một tí xíu thôi. Đó, những cái chóa đèn còn rất là sáng luôn chị nhá. Đây em sẽ đi vào cái phần chi tiết này. Đây, đèn xe này, sáng trưng luôn chị. Đó, những cái phần riêng xe này thì em cam kết cho anh em là keo chỉ máy móc zin, có bảo hành dài hạn cho anh chị các bạn luôn. Đó, anh em cứ tới thêm xem xe bao thở thầy chất test thoải mái luôn. Được trang bị 4 quả lốp còn gai còn tương đối là dày anh chị nhé. 4 lốp còn tương đối là dày. Sơn xi bên ngoài đẹp sẵn rồi, anh em mua về sẵn đi thôi. Về đăng kiểm thì em xe này thì đến tháng 11/2023 anh em nhé. Tháng 11/2023. Chất xe này nói là rất là liền lạc, thân vỏ đẹp. Đi ô đo có 80.000 thôi anh em. Ô đo có 80.000 thì từ 2013 đến giờ thì chất xe phải nói là không thể chê được. Đây những cái chóa đèn phía sau, chóa đèn này. Đó, những cái chóa đèn còn sáng trưng luôn nha. Đấy, nắp thùng lên đầy đủ hết rồi. Với tầm tài chính 315 triệu đồng thì quá là hợp lý cho anh chị các bạn. Thay vì anh em mua xe mới để về phục vụ công việc kinh doanh của mình, thì hôm nay anh em có thể là bỏ ra hơn tài chính hơn 300 một tí xíu thôi. Mình có thể là sở hữu ngay một em Ford Ranger đời 23 lên đầy đủ đồ hết này. Đây, keo chỉ này, những cái phần túp ly này. Đó, túp ly này. Đó, ghế bọc da hết rồi này. Trần thì còn nguyên bản, ghế nỉ anh em nhé. Trần nỉ nguyên bản này. Những cái đường roang này vẫn còn rất đẹp. Đấy, đường roang này còn rất đẹp nha. Đấy, roang này còn rất đẹp luôn. Không thể chê được. Đấy. Đó, cánh cửa này. Đây, những nút bấm này. Đó, ghế da đầy đủ hết rồi anh em nhé. Còn rất là sạch. Nội thất thì không thể đẹp hơn. Anh em mua về sẵn đi, không cần phải trang bị gì thêm anh em nhé. Đó, những con ốc này, ốc cánh cửa này, ốc chưa có dấu hiệu bản tháo luôn chị. Vô lăng này. Đấy, còn rất là đẹp, củ số đẹp anh em nhá. Củ số đẹp nha. Ô đo 86.000 thôi anh chị nha. Máy móc êm ái. Nội thất này thì anh chị các bạn mua về thì không cần phải dọn gì thêm. Xe này thì bên em có dọn sơ hết rồi. Về phần keo chỉ máy móc thì bên em bao cho anh em bảo hành từ 5 tháng cho anh em nhá. Đây, những cái phần chân thắng nè, chân côn nè, chân ga này. Đó, anh em mua về thì chỉ sẵn đi thôi. Đấy, không phải làm gì thêm anh em nhé. Phù hợp cho anh em ở khu vực đồi núi như Tây Nguyên, Lâm Đồng, Kon Tum. Đó, thì di chuyển của em xe này phải nói là quá hợp lý luôn. Gầm cao, thùng bể lên hết rồi. Đây, những cái chóa đèn này. Rồi em sẽ đi cái phần máy cho anh em xem cái máy móc của em xe này. Đây, quàng máy anh em nhé. Đó, còn nguyên tem này. Đấy, còn nguyên tem này, thấy không? Đó, số máy dầu số sàn anh em nhé. Máy dầu số sàn. Đây, miếng trông nóng này. Đó, cái nắp capo này còn zin nguyên bản nhé. Đấy, không thể đẹp hơn anh em nhé. Phải nói là lâu lâu thì mới có được kiếp được một em thôi. Xe này thì bên em còn thương lượng một ít. Còn thương lượng một ít khi anh chị các bạn khi tới để mình xem xe. Và giá công khai cho em xe này là chỉ có là 315 triệu đồng anh chị nhé. 315 triệu đồng để anh em có thể sở hữu ngay một em Ford Ranger máy dầu, mua về phục vụ gia đình che nắng che mưa, chở hàng hóa thì quá tuyệt vời, quá hợp lý luôn. Xe thì bên em cam kết cho anh em là máy số zin nguyên bản, keo chỉ zin. Đó, anh em nào có thể tới tận nơi trực tiếp theo số hotline hoặc địa chỉ cửa hàng của em Việt là số 15
đường Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, Dị An, tỉnh Bình Dương. Hoặc số hotline của em Việt là 0969711141 và 0936793793. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.